Trên bàn thờ đó hả? Ủa, ông trẻ dữ bà. Ừ, ông đẹp trai lắm. 58 tuổi. 58 tuổi hả? Ừ. Dạ, bà hàng chứ trẻ chứ. Cái này là cũng vườn mấy cho ông tiệp đỏ mới cho nè, chỉ mới có cái vườn này nè, chứ đâu. Ồ, thấy hai bà ha. Lắm. Cái này của mấy ông đó ông cũng cũng ấy ấy lên nè chơi. Hai bà cụ ăn cơm gì đây mấy. Đây. Đây rồi. Kiếm tiền nặng đi chăm cứu mua thuốc men gì không? Kiếm tiền để đi chăm cứu hả? Dạ. Dạ, chăm cứu cũng tốn tiền nữa hả? Đi cũng đã đậu mà, có ai đâu chợ, 30 ngàn ngày đó. Dạ, ngày nào cũng đi chăm cứu vậy cho hả bà? Dạ, có tiền là chợ, không có tiền thì không chợ. Mới gán đi xin mà. Để dựng lên chút rồi, đứng ở giờ. À, hôm nay con chia sẻ hoàn cảnh của mình lên vậy đó cho cô chú Mạnh Thường Quân xem được hoàn cảnh của mình, coi mình có duyên không, cô chú giúp đỡ cho mình. Bà chịu con chia sẻ lên không? Tại ở bãi cổ gì mua chổi không vậy? Đi gì ai có tiền cho ai giúp đỡ mình đó. Bà ngày nào bà cũng ra đây xin hả gì bà? Không, mấy cái chạy có đi 4-5 ngày nào mới đi rồi. Quá gió à. Đập bà. Ở lòng á hả? Đập. Ở ngoài đập mà nhà cái hai lớp rồi. Dạ, ở đó là nhà của mình luôn hả gì? Hay là ở đậu người ta? Vô đó ở người chị, chồng chết là ở người chị. Ở chung với hai chị em hả? Hai chị em. Rồi, rồi. Đó hỏi nhà. Cũ mà bà đậu bán tiệm rồi biết là bà chỉ lại à. Bà đậu hả? Đậu bán nhà tiệm. Nhà bả ngoài lộn bán tiệm. Là ở chung với cái người chị. Bà chị của bà là bán tiệm đấy ha? Không. Người ta bán. Người ta bán ha. Người ta chỉ. Rồi. Nhưng mà lại họ đó hỏi cái tên bà đậu là người ta biết. Cũng là hỏi bà qua cũng được. Ở đó người ta biết tôi chăng. Rồi sáng giờ bà xin được nhiều chưa? Không có chứ. Rồi sợ quá vô đây nè. Ai cho? Sao mình không đi bán vé số mà mình đi xin bà? Đi đâu bà? Không có vốn hả? Đi sao nổi đi, không có vốn. Đi bán không biết cái trứng ăn cho. Dạ, nổi rồi. Không biết trứng dạ. Ăn. Dạ. Chứ ăn nhiều. Vậy xin được nhiêu ăn nhiêu hết bà? Vậy bà có đồng ý con trả về bà về nhà không? Trả về con coi quay cái hoàn cảnh bà sao rồi con giúp đỡ cho bà. Đi qua đò. Qua đò rồi chạy vô. Dạ. Đi thì đi. Dạ. Đi thì đi. Dạ. Hôm nay mình cũng đi qua chợ ra dùm cống cô chú rồi. Có bánh đò ăn á. Thì gặp bà cụ bà đi xin và bị ta biến là tìm hiểu hoàn cảnh của bà, hôm nay mình chở bà vô nhà luôn để mình quay cái hoàn cảnh của bà cụ sống ra sao, bà có đúng như lời bà nói không? Đặng Thị Sáu. Đặng Thị Sáu hả? Dạ. Dạ như bà 67 tuổi rồi. 67 tuổi hả? Dạ. Tuổi già. Dạ, vậy con lấy xe con chở bà đi hả bà? Chở chạy luôn. Dạ. Xe con đậu bên lộ kìa bà, đi qua lộ đi. Qua lộ không đi được. Qua lộ thì không đi được. Nghe thấy. Được.
Đây là chợ Dầm Cống nha cô chú anh chị. Đây mình đi chợ Viên, tình cờ gặp bà cụ mình ta biết việc mình giúp đỡ cho bà luôn. Mình sẽ lấy xe chở bà về nhà quay hoàn cảnh bà ra sao. Rồi, bà đứng ở đây, con chạy xe lại. Bà đứng ở đây. Mời cô chú anh chị cùng mình đi về nhà bà nha. Mình lấy xe chở bà mới được. Mình đi có anh ta nè, thành ra chở bà đi không có quay phim được. Rồi, mời bà lên xe mình đi trước anh chị ơi. Chở bà về. Rồi, cái giò mà để xe cũng khó nữa. Đỡ, cái giò để rồi. Đây là mình với bà cụ đang bến đò để về nhà bà bến đò Dòng Cống nha cô chú anh chị. Rồi tới nhà bà cụ, tôi phải xuống rồi. Khoan để từ từ xuống. Khoan. Dạ. Đây ạ. Rồi. Trời được rồi. Muốn anh đi cái video cái dãy mình không nhỉ? Dạ dạ. Đi. Ở đây mình kêu bằng cái gì vậy? Bằng cái gì quên. Ở đây mình kêu bằng cái gì? Ấp gì? Ấp. Thì nãy thì con em gặp bà cụ ngoài chợ á. Rồi mới tìm hiểu cái bà thấy bà đi nhắc mới lại hỏi. Nhờ sao? Mấy chú cũng giúp đỡ dùm cho bà. Bị sao nó bị ta biến. Rồi nhà thì ở đây nè. Còn người chị nó cũng bị ta biến nữa. Thành ra con mới dẫn con chở bà về nhà. Để tìm hiểu cái hoàn cảnh của mình. Rồi mới chở bà về. Thì hôm nay cũng tới nhà của hai bà đây. Thì con cũng quay để chia sẻ lên cô chú anh chị cộng đồng mạng giúp đỡ cho hai bà. Xem được cái hoàn cảnh của hai bà cụ đây, giúp đỡ cho hai bà có tiền để trang trải trong cuộc sống, để có tiền đi chăm cứu. Mà người bà thì lội xa không được, ngày nào cũng mất nó đi xin mới có tiền. Thì bữa nào khỏe đi chút, đi xin chút kiếm tiền về đi chăm cứu. Mấy ông bẹo vô nhà dạy mới gặp. Kiếm tiền về đi chăm cứu. Cũng có bà chị ở gần shop đây cũng nhờ cộng đồng chia sẻ cho mấy bà. Mình đi chăm cứu vậy là ngày nào cũng đi hết trơn hay gì bà cụ? Có tiền thì đi, còn có thì 3-4 ngày, nghỉ 3-4 ngày mới đi mượn. Không có đi chăm cứu gì thấy trong mình nó mệt hơn không? Cũng đỡ. Có chăm cứu là được à, có tiền thì đi. Chăm cứu thì ngày. Bà xích được. Còn không có thì 3-4 ngày. Rồi bà Tư bà có đi chăm cứu không bà Tư? Không, bà nó không có đi, không có tiền. Không có. Bà đi ở nhà. Hồi có rồi, đi. Không có đi. Còn năm nay không đi. Năm ngoái thì có đi chăm cứu á, năm nay không đi. Năm nay mình hết bệnh hay sao? Không phải hết mà không có tiền đi xe. Tiền đi xe thôi chứ cho ngày 30 ngàn. Còn tôi phải nhắc thật cụ vậy, tôi xin tiền tôi đi. Như bà Tư thì xin ai cho, nó vậy đi. Bà Tư có bà, con bà Sáu, cái này bà Sáu cho bà không, bà Tư? Hàng tháng là có bà rồi gửi. Như nó mặn cũng là đó, năm nay thất nghiệp gần chết. Nghiệp hết trơn. Năm nay Bình Dương mặn thất nghiệp à, không quá à. Con gái mà làm gì tôi đâu có về thăm bà không? Cũng có à, thì sao không? Có năm mới về lần tiền đâu có về hoài. Dòng mặn hồi lần còn mặn còn có tăng ca, bây giờ từng lễ mặn có 3-4 ngày. Không đủ nhà trọ không ấy nữa. Bây giờ khổ. Hôm nay con cũng tới để chia sẻ hoàn cảnh của hai bà lên.
cô cũng có chút tiền của anh Lợi, anh Mạnh Thường Quân, cô cũng trích ra chút tiền để cho hai bà để có tiền đi chăm cứu. Thì bữa nay bà có đi chăm cứu không? Con chở bà đi chăm cứu không? Đi rồi. Dạ. Bữa nay nghỉ bữa mới đi xin đèn. Bữa nay là chỗ chăm cứu người ta đi công chuyện. Dạ. Rồi ngày không đi vậy ha. Dạ mai mới đi. Cái chỗ đó gần nhà. Ở mình. Xã nè. Xã nè. Ngoài xã Hoàng nè. Xã Hoàng. Ừ. Em cũng gần đó đây. Bữa nào là chợ mới thì đi lên tỉnh. Nghĩ là ta cho hay cho cho họ biết hết trơn. Như cái ông nó chăm cứu hàng ngày xã đi, mà. Đi tiền xe quá là không cho hay hết trơn. Bắt đầu nghĩ là ông trời chăm cứu thì không có tốn tiền, không có tốn tiền à, chỉ tốn tiền xe từ đây ra ngoài 30.000 ngại gì đó. Ba chục ngàn cũng đi không về ha, đi bên về là thằng em nẵng chợ vừa chở thì cho bà đó. Người 30.000 rồi đi bà đi xin đi xe đò cái nữa mấy chục đó rồi ăn không hết, có hết trăm rồi. Đi xin nữa là trả tiền riêng, còn đi chăm cứu là riêng. Dạ rồi, dạ thì đó, trả tiền xe riêng như người ta đợi bà. Dạ. Như kiểu mà đợi á, đợi 9-10 giờ về á thì cho tiền chờ bà đi xin. Dạ. Mà bà đi hồi hà với chăm cứu ra bà xin chút xíu về đủ tiền được rồi, chứ đâu có ở lâu, vòng này lâu rồi. Chăm đủ cái số phút mệt rồi, rồi. Là trong ngày dài chỗ trống đó là tôi nằm tôi nghĩ mệt không nè. Dạ bà loại tới đó bà mệt hả? Ờ là chỗ đó nằm rồi. Yeah. Chỗ người ta không có bán đó, cũng nhờ cộng đồng giúp đỡ cho mấy bà. Ừ già dạ, tai biến rồi cái mũi mình bị sao bà? Ở đó bị luộc một nhọt rồi phá nó cái đó gì nè. Yeah. Để con vô con phép quay cái nhà của mình cô chú rồi thôi. Nhà của hai bà cô ở. Mới tại vì tôi dành lắm, tôi ba cái này. Sao mình có hai chị em mà ba cái mùng dữ bà. Cái này là của thằng cháu, nó cũng cha nó chết rồi vừa về nó ngủ. Cháu của bà Tư. Cháu bà Tư. Vậy là bà Tư cũng có con hả bà Tư? Cháu của em. Chứ không phải cháu, bà có con, cháu. Hai chồng có con. Kêu cháu bên bà. Bà về nuôi ở đây nè. Rồi tưởng đâu cháu ngoại cháu nội. Không có con cháu đỡ mấy. Nhà có hai bà cụ. Thành chồng đứa đó. Trên bàn thờ đó hả? Ủa, ổng trẻ dữ hả bà? Ổng đẹp trai lắm. 58 tuổi hả? Ừ. Dạ, hèn chứ trẻ chứ. Cái này là cũng vườn mấy cho ông tiệp đỏ mới cho nè, mới có cái vườn này nè, chứ đâu. Ồ, thấy hai bà ha. Lắm. Cái này của mấy ông đó ông cũng ấy lên nè chơi. Hai bà cụ ăn cơm gì đây mấy. Đây. Đây rồi. Thịt gà. Thịt gà. Dạ. Chắc chín có tiền. Có. Dạ. Thì đó tôi nói có ăn đi. Dạ phải ăn cho. Bà Sáu ăn đâu có được nhiều. Cái này mới chữ thập đỏ mới cắt đó. Mới cắt cho đó chứ. Rồi mới làm mới chữ rõ mới cắt lợp giùm cho đó. Chết dễ gì. Mấy bà này nhờ chữ thập đỏ đồ cho gạo đồ ăn thôi chứ không có mặn cái gì mà ra tiền hết. Nhà bà thì cũng kín mưa kín nắng rồi. Cái này thì chữ thập đỏ mới lợp giùm cái này chứ hôm mưa dột hết. Dột cho lắm ha. Ờ. Mới chụp đỏ đồng đạo á. Mới vừa cho làm nó chứ tại ba gì. Còn mới chắc đó. Mới làm mà. Mấy ông đồng đạo á. Chữ thập đỏ làm không á. Giờ cũng nhờ mấy chú đồng đạo chữ thập đỏ góp công vô. Thì lâu lâu cái mấy ổng đi cái nhà này nhà kia cho gạo cái xin về. Ăn. Thì bà Sáu bà đi xin bà Tư ở nhà nấu cơm. Có khi nào bà Tư đi xin không?
Không hả? Là giáo có đi sinh luôn? Không. Rồi còn bà Sáu đi không? Bữa nào mà sức chiêu bữa ơi. Ai cho? Sao cho mình nghèo gỗ mình đi, người ta cho gì? Cái bà còn mạnh không bà Sáu á? Thì bà đi đứng được mà có miệng bà, cái tay bà yếu, với cái miệng bà nói chuyện nó hơi cả lâm, nhưng nó bị cái lử nó hơi thục thục. Với cái tay hơi yếu thôi, còn bà Sáu thì tay với giò thì yếu. Nói chuyện thì bình thường, còn bà Tư thì nói chuyện hơi ấy hơn. Bây giờ thì cũng ra đường cũng thấy nhiều người cũng chăn dắt lắm, cũng hay làm bộ mình tàn đặt đi xin. Thì đó. Bởi vì chăn dắt là đúng không, mình mới cho tiền được. Đi xong là đậu biết nhận. Rồi là cái, như cái bà Sáu này thì bà đi vừa chăm cứu rồi bà xin người ta thì người ta cho. Ở đây hết chỗ nó dòm ngó lắm à. Hay không có gọi cho. Xin là phải giải rồi mấy ông ở xã à. Tôi nói hoài, tôi nói ở đây mà sao mà xã này không khi nào mà cấp giấy cho mấy bà này hết. Phải có hộ nghèo, có cấp tháng. Thì có hộ nghèo luôn đó. Tiền ấy. Tiền đau, tiền già gì không có, mẹ gì chứng. Thì hôm nay con cũng lại tới đây, cũng tìm hiểu hoàn cảnh của bà Sáu với bà Tư đây. Thì bà lại đây ngồi hai chị em. Bà qua đây ngồi này. Thì con quay cái hoàn cảnh của mình lên để cô chú anh chị trong nước ngoài nước có xem được cái hoàn cảnh của bà hai bà đây để giúp đỡ cho mình. Để ra là họ cũng quéo rồi nữa hả bà? Quéo à, ta biết mà. Rồi. Giờ thôi tại nạn đây này. Ai vậy đó, ngồi nó cũng vậy đó. Ngồi cũng quéo à. Ừ. Nó bị đâu có còn giảm giác nữa. Bả đâu còn cảm giác nữa đâu. Vậy ban đêm nhức dữ không bà? Không, không. Gì cái bệnh tai biến này nó không có nhức. Không nhức ha. Không. Dạ. Cũng nó cũng đã nhức nữa, cái khổ nữa. Mình đi chăm cứu vậy rồi thấy nó có giảm không? Như kiểu chăm là nó đi lết lết được, còn không chăm thì nó cứng. Kiểu gì đó, đi chăm thì nó găng nó ra máu nó lưu thông, nó chạy, còn không chăm thì cứng. Thì hôm nay con thay mặt anh lại cho hai bà tiền, những chút cho tiền anh lại gửi để giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Sao đi xe nó đi không nổi, đi xe vô nhà dài nè. Con gửi cho hai bà 500 đi, mốt có gì con quay lại con gửi thêm nữa. Dạ. Tiền của anh lại con cái rồi cảm ơn anh lại đi mà sao. Dạ. Em cũng thay mặt anh lại xích tiền anh gửi cho em nè, cho hai bà cụ 500 để bà có tiền để trang trải cuộc sống ngày. Em cũng xin cảm ơn anh lại giúp cho hai bà, cảm ơn thiệt nhiều. Em cũng chúc cho anh thật nhiều sức khỏe để anh giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Lại không dài anh cũng cho nhiều người lắm rồi. Thì bây giờ cái này gì là co từ từ nó mới lên được chứ. Thì đi quay thấy nhiều hoàn cảnh thấy cũng ghê nước mắt, ghê nước mắt luôn. Thấy khổ, bệnh, không tiền, thấy quay cái tự nhiên nước mắt xuyên xuyên vậy. Thì ai cũng vậy. Cô chú được nhiều sức khỏe để ủng hộ kênh của mình, để mình tiếp tục làm việc từ thiện như thế này để giúp đỡ cho bà con mình có cuộc sống đỡ hơn. Cảm ơn cô chú nhiều vừa qua đã ủng hộ mình. Rồi, cảm ơn.